Với những người làm công tác giảng dạy trong ngành học mầm non huyện Đông Triều, chắc ít người không biết đến cô giáo Trần Thị Hiến. Sau hơn 20 năm công tác trong ngành, đến nay, sau bao nỗ lực phấn đấu, cô giáo Trần Thị Hiến đã được đồng nghiệp tín nhiệm, cấp trên tin tưởng bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường mầm non xã Hưng Đạo sau khi đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Hơn 20 năm trong nghề là 20 năm cô giáo Trần Thị Hiến luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Mặc dù cho đến nay, phần lớn thời gian công tác của cô là tại trường mầm non Hoa Mai, thị trấn Đông Triều, song tình yêu với con trẻ, với sự nghiệp trồng người đã là điều không thể thay đổi. Phẩm chất này đã được cô giáo Trần Thị Hiến truyền cảm hứng đến với tập thể giáo viên trường mầm non Hưng Đạo, nơi cô mới chuyển về công tác từ đầu năm học 2013-2014. Cô luôn tâm niệm phải luôn phấn đấu, nỗ lực, không ngừng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kinh nghiệm tích lũy từ những năm công tác trước đó là vốn quý để giúp cô có những quyết sách đúng đắn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong 5 năm công tác gần đây, cô đã có 90 năm sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo được áp dụng trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy học đối với trẻ mầm non. Là một người giáo viên thì tôi thấy cô hiệu trưởng Trần Thị Hiến là một người rất năng nổ, nhiệt tình với công việc, luôn luôn theo sát những hoạt động của trường cũng như của lớp, và cô cũng luôn luôn quan tâm đến đời sống của các chị em giáo viên trong trường. Cô thường xuyên đến các lớp như theo dõi các hoạt động của lớp cũng như trong giờ học, giờ ăn rồi là giờ ngủ. Các hoạt động học của các cháu ở trong trường thì cô luôn theo sát, luôn bám sát để hướng dẫn cũng như là hướng chỉ đạo các cô giáo trong trường để giúp cho các cháu vừa học vừa chơi, để cho cảm được hết các nội dung mà các cô giáo truyền đạt ở trong trường. Xác định rõ giáo dục mầm non là bước quan trọng giúp hình thành nhân cách cho các em sau này. Chính vì vậy, việc chăm sóc giáo dục đối với trẻ luôn được cô giáo Trần Thị Hiến quan tâm. Dù đang ở cương vị quản lý, song việc chăm sóc cho trẻ từ bữa ăn, giấc ngủ để trẻ phát triển toàn diện, tránh để trẻ gặp phải những vấn đề về sức khỏe, tâm lý luôn là mối quan tâm hàng đầu của cô giáo đã từng có 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Cũng chính từ những cố gắng, nỗ lực của cô giáo Trần Thị Hiến, nên dù công tác ở đâu, cô cũng đã cùng với tập thể giành được những thành tích xuất sắc. Bản thân cô đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014. Tuy vậy, thành tích nêu trên đối với cô không tách rời khỏi tập thể nhà trường nơi cô đang công tác. Xuất phát từ cái yêu nghề và tâm huyết với nghề, thì trong quá trình thực hiện thì tôi luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước khi làm một giáo viên thì tận tâm tận tụy với học sinh, chăm lo học sinh, và khi làm quản lý thì không ngừng tự học tập, nâng cao bồi dưỡng cái trình độ năng lực quản lý, và từ đó bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. Có được thành tích như ngày hôm nay thì ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân thì tôi rất nhận được sự ủng hộ của chị em giáo viên trong nhà trường, đã cùng với ban giám hiệu nhà trường kề vai sát cánh để gánh vác cái công việc của nhà trường, nâng cao cái chất lượng chăm sóc giáo dục nhà trường. Không chỉ đạt thành tích cao cho cá nhân, trong 5 năm qua, cô giáo Trần Thị Hiến cùng với tập thể giáo viên còn mang lại nhiều danh hiệu cho tập thể trường mầm non Hoa Mai, nơi cô từng công tác. Từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013, trường luôn là tập thể lao động xuất sắc và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Đặc biệt, năm học 2010-2011, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo.